Xin chào các bạn, mình là Thu Quỳnh đến từ công ty truyền thông Vietstarmark. Các bạn thân mến, có lẽ là đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay tại Việt Nam, mặc dù chúng ta đang rất là nỗ lực cố gắng để có thể phòng chống Covid, tuy nhiên thì tại một số các địa điểm như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận thì tình hình Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Và bên cạnh đó, câu hỏi được đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm sao để chúng ta vừa chống dịch một cách hiệu quả nhất mà bên cạnh đó vẫn có thể phát triển kinh tế của mình. Và Thu Quỳnh được biết rằng hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì có rất là nhiều các doanh nghiệp đang có nhu cầu làm những cái TVC, những cái phim quảng cáo như quý vị có thể thấy ở phía đằng sau. Bọn mình đang set up cho một TVC quảng cáo đang được quay trong thời điểm này. Tuy nhiên, do tình hình giãn cách cho nên là cái việc sản xuất TVC cũng như là quay quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là khó có thể diễn ra được. Và vì vậy ngày hôm nay thì Thu Quỳnh đưa cho các bạn một cái giải pháp làm sao trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này thì chúng ta vẫn có một cái thước phim quảng cáo tốt nhất để không làm gián đoạn bất cứ cái hoạt động phát triển kinh tế doanh nghiệp nào. Các bạn thân mến, với kinh nghiệm 12 năm sản xuất TVC quảng cáo cũng như làm phim thì Vietstarmark hoàn toàn có thể tự tin để đáp ứng cho các bạn những cái nhu cầu khắt khe nhất làm sao để có thể cho ra được một cái thước phim quảng cáo hài lòng, chất lượng và tiêu chuẩn nhất. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn rằng nếu như các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu làm phim quảng cáo thì hoàn toàn có thể liên hệ với Vietstarmark và bọn mình sẽ quay phim và hoàn thiện phim tại Hà Nội và sau đó sẽ gửi phim vào phía bên trong dành cho các bạn. Và quan trọng là chúng tôi chỉ mất 2 tuần để có thể thực hiện và hoàn thiện bộ phim này. Hy vọng rằng là những cái sản phẩm của Vietstarmark chắc chắn sẽ mang lại sự hiệu quả, sự hài lòng cho tất cả các khách hàng tại Việt Nam.